kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin sáng 30 Tết, tức ngày 9 tháng 2 năm 2024. Có lẽ là những bản tin cuối cùng của năm Nguyên Đán, của năm con mẹo các bạn nhé. Hôm nay cũng có rất nhiều cái thông tin về Ukraine. Đó là thông tin có thể là mới nhất, nhanh nhất. Tôi thì nắm được cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà sau khi làm và sửa chữa video và đưa ra đến các bạn thì có lẽ nó cũng mất trưa. Thì lẽ ra tôi đưa thì sớm, nhưng mà vì là các bạn đã nghe theo cái lịch trình xuất bản video của chúng tôi là theo có giờ, cho nên tôi đến giờ đấy tôi mới phát, cho dù là tôi đã làm rất sớm. Cái tin đầu tiên chúng đó là sao lại sau những ngày ồn ào cũng như là nhiều cái thời gian đã cần phải cho nó làm đẹp cái tình hình chính trị của Ukraine, thì cái vấn đề cách chức tỏ ra là thành công của lịch sử. Cả hai bên đều đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình. Trước mắt Zelensky thì đã loại được một đối thủ chính trị tiềm năng cho cái chiếc ghế tương lai bất định của tổng thống, có thể có hoặc không, nhưng mà rõ ràng ông đã loại được. Nếu mà trong trường hợp ông tiếp tục ứng cử tổng thống thì yên tâm hơn. Còn ông Zelensky thật sự là một tướng tài ba nhất của Ukraine hiện nay, cũng là được rất là được lòng quân lính cũng như là dân chúng. Tuy ông cũng đã bị áp lực sa thải, nhưng mà ông cũng bây giờ có thể là yên vị, không thể yên vị được. Thời gian đầu thì ông cũng không chấp nhận được cái áp bức, cái sự mà ép buộc cái sa thải. Nhưng mà càng ngồi thêm được 10 ngày nữa thì không giải quyết được vấn đề gì, mà không khéo lại đi tù, bị gọi như kết tội. Cho nên bây giờ ông cũng mong là ông được giải thoát, tức là cắt chức cho tôi. Nhưng mà trong khi đó là chúng ta biết 10 ngày trước thì là ông chống đến cùng. Và cho nên bây giờ là chính thức cắt chức thì coi như là ông cũng mừng. Tóm lại là Zelensky cũng mừng và Zelensky cũng mừng. Mỗi người trong trạng thái khác nhau, nhưng rõ ràng chúng ta thấy là cái chính trị của Ukraine là bế tắc, là càng thêm bế tắc. Tuy nó được cởi mở ra một chút về trong cái gọi là cái nội bộ xung đột nhau, cá nhân xung đột lẫn nhau, nhưng mà bây giờ giải tỏa cái vấn đề này, nhưng mà cái bao trùm cái nền chính trị thì nó vẫn là rất là bế tắc. Như vậy là Zelensky đã ra đi, và người thế nhiệm như chúng ta biết, hoặc là Budanov, tổng cục trưởng tổng cục tình báo, hoặc là tướng Syrky, tư lệnh lục quân, hiện nay đang ở Kupiansk, tức là đang ngoài mặt trận. Thì nếu mà đem lên bàn cân thì ai cũng được, mỗi người một vẻ, mỗi người có một cái tài năng riêng. Tuy là Budanov tuổi trẻ nhưng mà có thể nói là tài cao. Anh ta đã vượt cấp mấy cấp trong vòng 2-3 năm trở lại đây, trong đó có 2 năm của chiến dịch đặc biệt của Nga. Thì anh cũng đã bị rất nhiều lần bị ám sát hoặc là bị mưu sát, nhưng mà đã may mắn còn sống được đến bây giờ. Và có thể nói anh ta là một người rất là căm thù nước Nga và rất là mưu mô xảo quyệt, và có thể nói là cũng rất là khôn rành. Còn ông Syrky thì ngược lại, ông này thì gần 60 tuổi, nhưng mà có thể nói là nói về cạnh trận mạng thì Ukraine trong thời gian này thì không ai hơn ông. Trong gọi là 2 năm chiến dịch thì lăn lộn tất cả các chiến trường. Và có một cái biệt hiệu mà tôi đã từng đặt trước đây cho ông này, đó là tướng nướng quân. Ông đi tới đâu thì là chỉ thua tới đó. Và không chỉ thua mà anh bảo toàn được lực lượng là khác, mà đây anh thua mà coi như là tổn thất rất lớn. Cái biểu tượng là một số cái biểu tượng, ví dụ như là Lysychansk hoặc là Severodonetsk hoặc là Bakhmut hoặc là Robotyne, đó là cái những nơi có thể nói là quân mất rất nhiều, và bây giờ bắt đầu là sẽ là Avdiivka. Ngoài ra phải kể đến mỏm Pramika, cái chỗ mà Staromayzhsk. Còn cái chỗ Kerensky thì tôi lại không tính vào đây. Kerensky thì chủ yếu là đánh bằng đường thủy, tức là thủy quân lục chiến. Ông này thì bên chủ yếu là đánh bộ thôi, nên cho nên tôi không có kể cái đấy vào. Nếu mà kể cái đấy vào nữa thì tội ông này nặng lắm.
Nhưng mà được cái là ông này là biết vâng lời Zelensky và rất được Zelensky sủng ái, đặc biệt là trong cái bàn bạc về các cái chiến dịch hoặc là cái ý tưởng thì ông này nó phù hợp với Zelensky hơn. Đấy, bảo cố thủ Bakhmut là ông cố thủ Bakhmut chứ không có cãi lại. Như Zaluzhny thì mà không cố thủ Bakhmut, không cố thủ thì Avdiivka, thì bây giờ Bakhmut thì xong rồi, thì còn bây giờ Avdiivka bây giờ thủ hay là rút, thì bây giờ nó là bài toán này, là bây giờ ông là người quyết. Đấy, trước đây thì còn cố đối trọng với Zaluzhny thì là ông bảo rút, ông bảo không, thì bây giờ cho ông tự quyền là rút hay không thì bây giờ do Zelensky quyết định. Tất nhiên nó nằm trong cái tổng thể chiến lược của Zelensky, bây giờ không muốn cho tình hình nó bết bát hơn nữa, nhưng mà đấy là ý tưởng chủ quan của bên phía Ukraine thôi, chứ còn chưa nói đến Nga. Bết bát hay không là nó nhiều khi là Nga người ta ép buộc chứ không phải là muốn như vậy. Cho nên tình hình Idlib hiện nay đang rất là phức tạp. Nhưng mà nếu mà có vấn đề gì ở cái chỗ Idlib đi chăng nữa thì đổ tội hết cho Syria này thì cũng sẽ không không đúng, bởi vì là ông mới chấp chính được có mấy tiếng đồng hồ, bây giờ sụp đổ ở đây thì không thể là ông được. Và tôi nghĩ rằng đây là Zelensky cũng đã nhận biết được tình hình hiện nay là bế tắc. Trước đây thì không cho phép Zelensky nói vậy, nhưng bây giờ ông đã tuyên bố là tình hình trên bộ hiện nay rất là bế tắc. Thứ nhất là coi như bị bao vây và bị tấn công khắp nơi. Thứ hai là thiếu đạn, thiếu pháo. Thứ ba là tinh thần của binh sĩ có thể nói là rất nao núng, mà rất là sợ hãi và không có coi như là ý tưởng về tấn công hoặc là chiến thắng trong đầu. Niềm tin chiến thắng là coi như đã bay màu. Chính vì thế cho nên là không thể có một cái gọi là hy vọng một cách tếu được, lạc quan nó tếu được. Họ phải bây giờ họ phải đúng là họ thôi, thì nhận định đúng với tình hình thì có lẽ nó sẽ còn tốt hơn là nhận định sai hoặc là cố tình sai. Thì việc lựa chọn Syrki thì chúng tôi cho là đúng. Bây giờ phải cần có một người nó làm tổng tư trưởng này, thì nó phải là anh phải có cái gọi là kinh nghiệm chiến trường, kinh nghiệm trận mạc, hiểu biết quân quân sĩ và đặc biệt là hiểu người Nga thì anh mới có thể đương đầu được. Chứ một người ở văn phòng bây giờ ra mà ngoài mặt trận thì không thể bằng một cái anh tướng người ta trưởng thành trên từ mặt trận. Chính vì thế cho nên là cái việc mà đưa cho ông Syrki là có thể nói là một cái lựa chọn tốt nhất hiện nay. Dù sao ông cũng là tướng lục quân, ông đã phụ trách các cái cuộc chiến ở trên bộ. Nhưng mà cho đến bây giờ thì nếu mà nói thành công duy nhất của ông sau 2 năm ở trong chiến dịch đặc biệt này, thì thực tế là ông đã copy được cái hệ thống phòng thủ Surovikin ở một số cái tỉnh phía Bắc như là Chernihiv hoặc là Sumy và đặc biệt là Kupiansk ở Kharkov. Thì ông có thể nói là tác giả của cái phòng thủ ở đây. Còn riêng về các cái gọi là các trận giao chiến với nhau thì chúng ta không dám nói, đã nói rồi, ông là tướng đương quân, chỗ nào cũng phải vài chục nghìn thì bắt đầu mới chịu thua. Cái việc mà thay tướng, tức là thay tướng khi mà đang trong cái một cái giai đoạn rất là khó khăn, thì có thể nói đây là cái điều rất là tối kỵ, chúng ta biết rồi, bàn nhau nhiều rồi. Nhưng với một cái vị tổng thống ngáo đá như Zelensky thì người ta phương Tây người ta cũng nói ông này là một nơi có cái PD các bạn ấy, tức là đồng tình luyến ái, hai là ông là nghiện ma túy, nên trên tất cả những cái đấy nó trộn vào với trong cái gọi là cái tình hình chính trị cũng như là tình hình mặt trận hiện nay thì rõ ràng là ông không thể giải quyết được, nói chung là bế tắc không giải quyết được. Bây giờ hỏi quan thầy Mỹ thì quan thầy Mỹ cũng đang bế tắc, cũng đang rất khó giải quyết. Một mặt là nhà ba việc, đủ thứ, bầu cử rồi cho đến biên giới rồi Israel, mà bây giờ là cứ suốt ngày cứ bảo phải nghĩ đến tôi, phải lo cho tôi như những năm trước đây, thì thực tế là bây giờ quan thầy cũng như là Kiev này là tất cả là đều đang bế tắc hết. Thực ra cái việc sa thải này thì nó có từ trước rồi, lâu rồi, mâu thuẫn thì có lâu rồi, và đặc biệt là cái vấn đề mà ký tá thì có từ 29 tháng 1 năm 2024. Lúc đó thì nó đã xì xầm ở trong cái văn phòng của tổng thống rồi, ta đã biết rồi, nhưng mà
Có lẽ là nó bị một số cái cản trở gì đó cho nên là họ chưa công bố, nhưng đến bây giờ thì là chính thức. Thì nói chung là xong những cái gai trong mắt của Zelensky thì ông đã giải quyết xong, và cái ứng cử viên muốn giành vị trí tương lai không xác định của mình là chính là ông Zelensky thì cũng đã ông đã giải quyết xong, và cũng rất may là ông này cũng đồng ý là làm đại sứ bên Anh. Thế còn có bổ nhiệm hay không thì chúng ta chưa biết, bởi vì nếu mà ông làm đại sứ bên Anh thì là ông vẫn còn làm về chính trị, mà còn làm về chính trị thì có thể ông sẽ quay lại chính trường. Đấy. Chỉ có thể là không quay lại quân đội, nhưng nếu mà quay lại để mà bầu cử tổng thống trong tương lai này thì cũng rất là có thể. Đấy. Cho nên là nếu mà trong trường hợp như tôi mà là Zelensky thì cho ông nghỉ luôn thì ông yên tâm được. Đấy. Nhưng bản thân Zelensky ông cũng không biết ông là đi đâu về đâu, thì ông cũng không thể quyết định là người khác là đi đâu về đâu được. Nhiều khi là thấy ông rời khỏi cái chức tổng tham mưu trưởng, tức là tư lệnh quân đội là vui lắm rồi. Đó là như vậy. Thế còn bây giờ chúng ta đi vào mặt trận, thì mặt trận thì không có gì khác, đó chính là Adika. Thì hôm nay chúng ta thấy là trên toàn mặt trận thì toàn chỉ có là màu đỏ ở tỉnh miền Đông này thôi. Phía Bắc không có, phía Nam không có, miền Trung không có. Zaporizhia có, mà chỉ có một cái khu vực Novomikolovska và cái chỗ là Avdiivka. Avdiivka thì chúng ta cũng nhận thấy là các cái khẩu súng đỏ nó nằm ở phía Bắc và phía Đông Bắc, chứ không thấy ở phía Nam. Nhưng thực ra thì cuộc chiến ở đây nó đang rất là sôi nổi. Chúng ta đi vào phía trong này thì chúng ta thấy nó đang tiệm cận dần với cái đường gọi là đường công nghiệp, đại lộ công nghiệp này, Industrialny Prospekt phía ngoài này. Còn phía bên này thì chúng ta thấy là thực ra là đã chiếm ra tới đây rồi các bạn, chiếm ra tới đây rồi, cái khu vực này cũng đang bắt đầu chiếm rồi, và cái khu vực này xong rồi. Thế này, tóm lại là như thế này, sau khi cắt được cái khu công nghiệp ra một bên thì cái tình hình trở nên rất là tốt đối với người Nga. Hôm qua chúng ta đã nói rồi, cắt đây, cái là cắt xuống đây. Đấy, và bây giờ chúng ta có thể nói là xuống đây nữa. Nó có thể là như thế này. Thì hiện nay là cái vùng này là vùng của Nga là kiểm soát. Chúng ta xuống đỏ đây rồi. Chúng ta biết là bây giờ là gần như làm chủ trong trung tâm chính là người Nga chứ không phải người Ukraine các bạn. Như vậy chúng ta chỉ thấy còn một cái đoạn rất là bé ở đây thôi. Nếu mà Nga lấy cái chỗ vàng vàng này nữa là coi như là gọi là bên kia là hết thuốc đấy các bạn nhé. Ở đây nó là nghĩa là gì? Ở đây là cái nghĩa là thứ nhất là anh đã cắt hoàn toàn cái khu vực đi ra cái đường gọi là đi trốn là Tashkine. Thứ hai là anh cũng không thể đi qua lại từ cái khu mà gọi là nhốt cái đám này dưới thích dưới hầm, là anh nhốt dưới hầm là cũng không có liên lạc với ai hết. Và hiện nay Nga bắt đầu đang bỏ bom sang xung quanh cái khu vực này, chứ không chỉ là cái khu vực giáp ranh với thành phố hoặc là giáp ranh với cái đường 542. Hiện nay là chúng ta biết là xung quanh đây là các cái bờ tường mà trước đây là cái UAV nó bay dợp trời đấy, thì bây giờ là Nga đã phong tỏa hết khu vực này. Nói chung Nga cứ yên tâm ở trong này, lâu lâu anh giã cho vài quả coi như là phát 1.500, bây giờ đánh thẳng vào luôn nhà máy hóa chất chứ không có kiêng cữ nữa các bạn nhé. Bây giờ là không có kiêng cữ gì nữa đâu, bảo là đánh mà trúng cái đó thì tất nhiên là phải đánh né những cái chuyện đấy ra, chứ còn nói chung là trong này là anh đóng không trong này rồi, bạn cứ yên tâm là trong này chờ sẽ không có ăn đâu. Còn cái khu vực này, chúng ta biết nó là đây, cái khu vực này cũng tranh chấp mấy ngày nay, tức là bên cái hồ này, cái hồ này nó nằm tương đối rộng, nó gọi là hồ xanh các bạn nhé. Cái hồ xanh, thì cái chỗ này tại sao nó lại khó? Thì cái chỗ này nó là cái chỗ cái đồi nó khoảng cao khoảng 15 mét so với xung quanh, cho nên là bên Ukraine người ta lại sử dụng đây để mà người ta quan sát xung quanh và để mà dễ bề tấn công bằng hỏa lực. Nhưng bây giờ đạn pháo thì thiếu,
rồi các cái tác chiến bằng điện tử thì không không sử dụng được, tại vì là cái hôm qua chúng ta đã nói rồi, cái đồng hồ mà nó đo là coi như chỉ có 0,3, mà tối hôm qua thì nó chỉ còn có 0 megabit. Đấy, có nghĩa rằng là không hoạt động. Và chính vì thế cho nên là bị cô lập. Thì các cái lực lượng của Ukraine đây, người ta đã nó chạy vào trong phố, rút lui vào trong phố, và cái khu này thì cũng đã là thuộc về Nga. Đấy, chúng ta có thể nói là cũng còn đang giao tranh nhưng mà đang chạy hết rồi, nó là thuộc về Nga. Chúng ta ra tới cái đường này, đường 12 các bạn nhé. Một tí nữa ra ngoài kia chúng ta nói bạn thấy rõ chưa ạ? Đó. Cái khu vực này là như vậy. Thế thì bây giờ đã quay cái này riêng ra được rồi. Còn các cái chỗ màu vàng này là Nga đang đẩy ra tiếp để chạy về cái đường 542. 542 này chạy ra này, biết là chạy ra cũng sẽ chết, nhưng mà cũng không thể đứng đứng mà chết à. Đấy. Cứ chạy, một là thoát, hai là chết. Thực ra cái khu vực mà ném bom vào khu vực nhà máy này, khu công nghiệp này có rất nhiều nhà máy, thì để mà cô lập và để coi như là áp đảo, gọi là áp cái vía, tất cả nằm im đây thôi, và họ không thể chạy được, không thể liên lạc được. Bây giờ chúng ta biết là đã không liên lạc được rồi thì dưới này là nó bi quan ghê gớm, dưới hầm ngầm mà dưới trên mà nó dội bom, điện đó không có, liên lạc không có, tiện viện không có, bây giờ rút ra cũng không được. Đấy, cho nên là cái chỗ này rất là mệt. Bây giờ đã chia cắt hết rồi, bây giờ nó trên này nó thành gọi là đại lục rồi, nó liên kết với lại cái chỗ mà gọi là vùng Nga kiểm soát, thì nó gọi là đại lục các bạn nào. Bây giờ chúng ta đi xuống phần phía dưới đây, nãy giờ chúng ta thấy mấy khẩu súng phía trên là đánh như thế này này, đánh như vậy, còn phía dưới thì nó là thế này. Bây giờ chúng ta qua phía này, phía này, bây giờ chúng ta qua cái phía bên này. À, phía bên này thì nó là như thế này các bạn. Bây giờ các bạn thấy là Nga bây giờ rõ ràng là bây giờ từ đây tới đây, từ đây tới đây, từ đây tới đây. Đấy. Thì chúng ta thấy là coi như là 9 cây, mất khoảng 9 cây số. Tức là lực lượng Nga anh phải là phải bố phòng 9 cây số đây, thì rõ ràng là phải dàn trải. Đấy. Mà đã dàn trải ra là tốn lực lượng, mà thậm chí là bị mỏng nữa. Thế thì anh cố hay anh cô lặp lại, thì bây giờ bắt đầu với Nga bắt đầu với đánh vào. Đấy, đánh vào các bạn nhé, đánh vào, đấy, xin lỗi các bạn, và bắt đầu với đánh vào các khu vực này để mà làm sao, tức là bên bên Ukraine người ta thấy đây cái vàng, đây cái vàng này, thì họ buộc phải chạy vào thành phố, chạy vào thành phố. Chúng ta biết lúc nãy là cái chỗ này đánh cái chỗ đồi cao 15 mét và chạy vào thành phố, chỉ còn ở ngoài này chết. Thế thì chúng ta thấy là khi mà đã chạy rồi thì Nga đã chiếm hoàn toàn khu vực này, bôi đỏ được hết rồi các bạn. Thì chúng ta thấy nếu mà bôi đỏ như thế này là có nghĩa là gì? Cái chỗ này thì hôm nay ăn với cái đường cái đồi 15 mét này, cao 15 mét này các bạn. Đấy, thì chúng ta thấy là hoàn toàn thuộc về Nga. Tức là bên dọc cái đường 12 này về phía này thuộc về Nga, chỉ còn một tí chỗ nhà máy nước này thôi. Đấy. Thế thì rõ ràng là khi mà chạy thế này thì Nga chỉ còn giữ cái đoạn này nữa thôi các bạn, giữ đoạn này thôi, thì nó sẽ là rất là đơn giản, rất là đơn giản các bạn nhé. Hiện nay là nó còn mỗi cái chỗ này, thì cái chỗ này để họ chạy về. Nói chung là bây giờ là định hướng chạy đi đâu chạy, bởi vì họ ở đây họ bị cô lập rồi. Chúng ta biết là cô lập là không không viễn thông, là không hoạt động được, mà nó có một cái vấn đề này nữa này các bạn này, tức là hiện nay là Nga mua cái thiết bị đầu cuối của Starlink này tại Ả Rập Xê Út, cho nên là bây giờ chỉ có Nga sử dụng UAV ở đây và Nga các cái thông tin liên lạc ở đây thôi, còn bên kia thì là không liên lạc được, hoàn toàn bị mất liên lạc các bạn nhé. Chính vì thế cho nên là họ bị chia cắt, không chỉ về mặt địa lý, về mặt cái khu vực, mà còn bị chia cắt luôn bởi các cái thông tin cũng như các cái hợp đồng tác chiến. Không biết bên kia nó đánh thế nào, mình đánh thế nào, bây giờ mình chạy hay mình rút hay mình tấn tấn thì tấn ở đâu, bây giờ không có lệnh, không có, mà các bạn biết là nó như mù như điếc thì làm sao đánh. Nên tình hình nó rất là khó khăn như vậy. Rồi còn ngay cái chỗ khu vực dưới này thì chúng ta thấy là cũng là hiện nay là Nga cũng tính theo cái lối như vậy. Đấy, đây thì chúng ta thấy là các cái này thì nếu mà để mà lực lượng Nga mà lại bao quanh thế này cũng rất là khó.
tức là nó cũng là tốn rất nhiều lực lượng. Cái chỗ này thì Nga đã chiếm rồi, chỗ này chúng ta biết là Nga cái chỗ này thì đỏ lâu rồi. Cái chỗ này là tiền tiền trạm trước đây đấy, nối với cái đại lục ngoài này rồi. Thế thì bây giờ còn cái khu vực này thì bắt đầu là cũng là bên Ukraine bắt đầu là phải lại chạy về trung tâm. Nói chung cứ chạy mới chạy bị chạy biết đâu, nói chung về thành phố thôi. Chứ còn bây giờ về thành phố thì đâu có biết, nếu mà cứ đi đi hục hục tới đây thì cũng gặp Nga thôi. Còn cái khu vực này là khu vực mà chúng ta biết đó là cái khu vực phố cổ quận 9, cho là quận 9 cũng được. Thì cái chỗ này đang bị bao vây bởi các cái lực lượng ở chỗ Siberia nha, người ta đang đang đi tới, đang tới. Còn dưới Ukraine thì chúng ta tí nữa chúng ta nói sau. Thì cái tình hình hiện nay nó là xung quanh ở phía phía bắc nó đánh là như vậy này các bạn. Đấy, tình hình phía bắc là như vậy. Tóm lại phía bắc là cái gì, cô lập cái nhà máy hóa chất cũng như là khu công nghiệp, cắt đứt cái đường 542 là cái đường huyết mạch để mà tiếp viện cũng như là tải thương ra đấy, hoặc là rút chạy. Thì bây giờ chỉ còn một số cái điểm ở trong này thì Nga đang cố gắng anh làm nốt đấy, nhưng mà có cái là tôi nghe nói là khoảng 2 3 ngày nữa thì không biết có nghi binh hay không, chứ còn cái này tôi nghĩ là đánh bất cứ lúc nào. Bây giờ cứ dồn hết vào cái vạc này, cái đã này, dồn hết quân vào đây, không cho rút lui. Còn một cái đường mà rút lui chỗ mà từ quận 9 này ra chỗ Siberia này thì chúng ta biết có một cái đường đấy là cái đường nhựa duy nhất thôi, còn không thì cứ rút bằng đường ruộng hoặc là cái đường nó đường đất thì nó sẽ khó khăn hơn. Nên chúng ta đi xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy là cái khu vực như này thì Nga cũng đang tấn công. Chúng ta biết mấy ngày nay tấn công của Bitna và cái chỗ Sakha này đã đánh lên các cái khu vực này, Nga đã đánh rồi. Thì cái chỗ này bên bên này lúc nãy chúng ta nói là bên chỗ nhà máy xử lý nước này người ta đang chạy thì tất cả vào đây. Còn cái chỗ mà Ukraine đây chỗ Siberia nha thì người ta đang đánh đến cái khu vực này. Nhưng nếu mà chúng ta mà để thế này thì chúng ta sẽ thấy nó bó vào đây, thì chúng ta thấy là tình hình rất là nguy cấp. Thế thì cái khu vực này cũng đã bị cô lập rồi, quận 9 cô lập rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cái khu vực trung tâm này. Đấy, tất cả đang dồn vào cái chỗ trung tâm này. Đấy, chúng ta biết là đã thấy rất rõ cái tình hình nó rất là bi đát, và nói chung là người ta không còn cái một cái niềm tin chiến thắng nào ở đây nữa. Đấy, đang dồn hết rồi đây. Và khu vực này chúng ta biết là Nga cũng đang dội bom, vào các cái khu vực này. Đấy, thì đương nhiên là cũng đang chạy về hướng này. Bây giờ chạy đi đâu, nói thật tôi nói cũng không biết được. Bây giờ nếu chạy đến đây cũng gặp Nga, nếu chạy đến đây gặp Nga, xuống đây gặp Nga, ở đây thì là mới chạy ra rồi, ở đây mới chạy ra rồi, thì cứ gom hết về đây thì chúng ta sẽ thấy một cái vạc rất là nguy hiểm. Thì cái chỗ này thì thực tế là Nga đã chiếm rồi, cái chỗ này là Nga đã chiếm ra đây rồi, chỗ này là đã chiếm ra đây rồi các bạn ạ. Tóm lại là cái chỗ khu vực này cũng sẽ là trong trong 1 2 ngày tới là Nga cũng sẽ lấy nốt là cái khu vực này. Tại chỗ này đang đánh lên rồi, cái Saka này thì người ta xóa sổ bất cứ lúc nào là Nga nó sẽ chính cái này vào đây. Thì cái này là đang sắp rồi các bạn nhé. Như vậy thì còn cái chỗ này thì hôm qua chúng ta đã nói là chạy rồi, cái chỗ này khu vực này chạy về rồi. Đấy. Thì bây giờ ra cái tổng thể là chúng ta nhìn cho nó rõ hơn, tức là cái tình hình nó khó khăn, nó vô cùng khó khăn cho Ukraine. Vì tôi nói đây, tôi đang nói vào buổi sáng các bạn, sáng sớm cho nên là cái giọng không được tốt và cũng không dám nói to. Thế thì cái khu vực này là chúng ta thấy như thế này, bây giờ Nga đã ép vào trong này rồi, chỗ này lấy rồi, tăng chỗ này, còn chỗ này thì chưa, nhà máy này có vẻ không cần lắm. Cái chỗ này nó vào đây này. Cho là như vậy đi các bạn. Đó. Thế thì còn cái khu vực này tuy là coi như nó là người Nga chưa chiếm, nhưng mà thực tế là nó bị cắt cắt lìa ra khỏi khỏi xác rồi, hồn lìa khỏi xác rồi, khu công nghiệp. Ông này thì coi như là cái khu này thì làm gì không, dân chả còn ai ở đây, quận 9 toàn quan thôi. Đây là cái chỗ mà trung tâm hành chính.
Thì còn cái chỗ này là chúng ta thấy là coi như là nó là trung tâm, coi như là bị cắt rời hết rồi các bạn. Còn đây cái chỗ này thì còn chúng ta thấy nó còn rất là hẹp. Cái chỗ này là Nga sẽ lấy sớm. Đấy, nói hiện nay nó là tình hình như vậy. Thì chúng ta thấy là một cái đường Lataskina này thì còn được bế tắc rồi. Chỗ này là Nga đang đánh chấp chỗ này thì coi như sẽ lại cắt. Lúc này chúng ta vẽ rồi. Còn một cái đường này nữa. Đường vào quận 9. Ở đây. Thì cái chỗ này Nga đang đánh bom. Nga đang đánh bom. Tức là nếu mà bây giờ cái đường thoát duy nhất chính là cái chỗ này này. Chính là cái đường này. Nhưng mà thoát đi đâu? Ra đây là chỗ Siberia thì chúng ta biết rồi, nếu mà chạy tới chỗ Totgeka thì cũng chết rồi, mà chạy với chỗ Oropka này thì cũng chết, cái kiểu gì thì cũng chết rồi, cũng không chạy đâu thoát. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta trước đây chúng ta theo dõi nhiều lần rồi, không thể thoát được cái chỗ này. Còn bây giờ đi vào chỗ này là ngay anh đang đứng đây mà coi như nhảy vào đây là cũng được. Cho nên tất cả tình hình hiện nay là Nga cái trên tinh thần là khu công nghiệp là tự giết, không cần phải đánh. Bây giờ chỉ có lâu lâu bom vào cho nó dưới, nó kinh hoàng ở dưới thôi. Còn sau đó nó tập trung hết vào đây. Còn cái khu vực này thì chúng ta biết là Nga sẽ thống trị luôn cái chỗ mà lúc nãy chúng ta nói này, cái chỗ mà giáp ranh với khu công nghiệp và cái chỗ mà cái đường huyết mạch là cắt, các cái đường huyết mạch đây cắt. Đấy. Thì còn bây giờ gom hết vào đây thì chúng ta biết là vào cái gạ và cái gọi là cái gì là cái vạc rồi. Đấy. Thế là tình hình rất là khó khăn cho bên Ukraine. Nói chung người ta nói chỉ khoảng vài ba ngày thì chúng tôi cũng không biết là nói thật hay nói dở, chưa chưa thật thì chúng ta chưa. Tóm lại là cái tình hình tại Afrika hiện nay đang là rất là khó khăn cho phía bên Ukraine bằng thời gian mà thôi, bây giờ bằng thời gian, chứ còn về cái sức chiến đấu của bên Ukraine gần như là thấp, bởi vì là đây chúng ta biết là toàn các loại tân binh, mà tân binh lần đầu tiên cầm súng xếp thì chạy hết rồi, rút lui hết rồi. Còn một số cái lực lượng rất mạnh này đang nằm ở dưới cái hầm ngầm, các bom ga này thì coi như cũng là cả năm trên thớt rồi, cho nên tính bằng ngày thôi. Và Nga theo tôi được biết là đang làm cái vạc ở đây, cho nên là sẽ tập trung hết nó vào trong đó tính sau. Còn bây giờ là chúng ta biết là đã cái khu vực này cũng đã nằm hết vào đây rồi, ta vẽ lúc nãy rồi. Đấy, thì còn cái khu vực này sẽ băng qua đây, cái chỗ này thì băng qua đây, thì cái này cái nhà máy nước là bảo là không dám đánh, các bạn biết rồi. Còn cái này thì chỗ này thì đã rút chạy hết rồi, thì băng qua đây thì chúng ta thấy là nó chỉ còn cái vòng vòng này thôi, nó sẽ còn cái vòng này, tức là từ một cái Alipka nó to hơn thì bây giờ nó đã quay vòng này. Và còn cái chỗ này thì chúng ta biết rồi, tức là tự tự chết, cái chỗ này tự chết, không có ăn là chết, đói và lạnh. Còn riêng cái chỗ này thì nó còn đúng một lối thoát, còn cái chỗ này cũng không thoát được rồi. Cái này Nga sẽ lấy trong 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 những ngày tới này, chúng ta biết là có thể là ngày mai có khi là lấy được cái chỗ này rồi. Đây, tất cả đây là đất của đại lục hết rồi, đại lục hết các bạn nhé. Trong này thì nó có cái hồ nữa, tất cả đại lục hết trong này rồi. Thì chúng ta nhìn thấy như thế này thì chúng ta nhìn thấy nó rõ hơn là có những cái vàng nó sẽ rõ hơn. Cái này thì ngày 1, ngày 2 thôi các bạn nhé. Cái này thực tế là 3B, 4B là của Nga hết rồi. Đây nó đánh Nga, đây thì là coi như là hết đây rồi. Thì lúc đấy là chúng ta sẽ thấy là coi như là nó là một cái vạc rất nhìn rất rõ. Còn hai cái đường chạy ra thì chỉ còn một đường duy nhất. Và đường duy nhất này chạy thì cứ chạy đi. Chứ còn có thoát hay không thì không biết. Nhưng mà cứ tốt nhất là chạy. Để đỡ tổn thất trong cái khu vực này. Thì tình hình là như vậy thôi. Như vậy là chúng ta sẽ có một số cái vấn đề cần phải nói thêm, tức là cái chỗ mà Novomikrovska ở phía dưới này, chúng ta có súng thì không có lý do gì chúng ta không nói. Thì hiện nay thì theo cái bản đồ này nó cũng chưa chính xác, bây giờ tức là hôm qua thì nó có rút rút, nhưng mà hôm nay thì bắt đầu là đánh lên trên trên này, đánh lên rồi các bạn nhé. Ra tới đây rồi mà cũng vẫn đang tiếp tục dí đuổi vào khu phía này, đang dí đuổi vào.
tôi thấy cũng sâu sâu vào phía trong rồi đấy, nhưng mà nói chung ở phần trung tâm, đây là phần trung tâm đấy các bạn cứ nhớ cái đường này thẳng lên, đó là trung tâm, chỗ này là trung tâm. Thì hiện nay cũng đang đánh cái số khu vực này, đang dí đuổi đấy, lấp vào phần phía đông rồi. Còn chỗ Marinka thì chúng ta thấy là cũng đang tiến lên phía trước. Thì Marinka thì cái tích trên này nó đánh bom trên này rồi các bạn. Kurakuve. Cái chỗ hồ này thì ngạn đang tiến lên. Cái riêng hai cái hồ này, các bạn, hai cái hồ này. Hai cái hồ này chúng ta thấy là chúng ta đã lên tới trên này rồi. Và thậm chí là cái pháo đài đây cũng không gần, cũng đang tiến lên, mình sẽ lấy cái hồ này. Trên này chúng ta sẽ đi đánh vào cái hồ này. Thì Nga đang đánh, đang đuổi hết ra phía nốt phía tây này các bạn nhé. Thì cái phía này chúng ta thấy là hàng ngày như vậy đó. Phía trên này thì hôm nay không thấy nói, cái chỗ Tarani này không thấy nói. Còn cái chỗ khu trên này thì chúng ta thấy nó đang tranh chấp chỗ Tambaika này, thì đánh lõm vào tí rồi, cũng không đáng kể. Tôi nghĩ là hiện nay người ta đang lo về nhân sự, rồi xếp nọ xếp kia là lên lên lo lên chức gì đó rồi tùng lum hết cái khu này. Thì riêng Ukraine này thì bên Ukraine nói dân sơ tán mà dân không chịu sơ tán. Một ấy, là họ muốn chờ người Nga đến, tại dân đây dân nói tiếng Nga nhiều các bạn. Một là chờ người Nga đến, hai là coi như là họ nói chung là họ không đi. Thì bên bên ông Syrky thì ông đang ở đây mà. Thì bây giờ chắc là về Kiev nhận nhận chức rồi, nhưng mà cái khu vực này là bây giờ là bên Ukraine cắt điện. Cắt điện toàn bộ để mà cho nên dân không chịu được là phải đi. Đấy. Chúng ta biết rằng thì hiện nay dân nó cũng đang chống lại cái khu vực đấy. Thì cái khu vực khép cốt này chúng ta biết là nếu bạn nào sang Nga, Liên Xô hồi xưa là các bạn biết toàn dân Nga không ạ? Đấy, thì bây giờ mà lần này mà bước vào một lần nữa thì có lẽ là nó bị một lần vào mãi mãi, chứ sẽ không có cái chuyện mình chạy tới chạy lui chạy ra chạy vào, không có cuộc chiến đô thị nào trong các khu vực này. Còn Kiev thì hôm qua hôm kia thì chúng ta biết là đánh bom liên tục vào cái khu vực này, bởi vì đang có những cái phái đoàn của châu Âu tới là coi như là đang để ủng hộ. Còn hiện nay khu vực Crimea có khả năng sẽ bị đánh cầu. Chúng ta thấy là ngày hôm qua mọi lần ấy thì thông thường nó chỉ có là một cái Global Hawk là nó bay. Hôm nay tôi thấy bay ở khu vực này các bạn nhé. Thì bây giờ thấy tiếp cái Poseidon nữa, tức là hai cái bay qua về lại cái khu vực này. Thì như thế là sắp tới là sẽ lại có cái gì ở Crimea đây. Hoặc là cầu Crimea, hoặc là các cái cảng cũng như là cái thành phố này. Sipatoria hoặc là Zhankoy, Sevastopol và Sivaropol. Đây là tất cả những cái điểm này là nó đang giảm do thám các bạn nhé. Thì rất là nguy hiểm Sevastopol và cái cầu. Đấy, thì Nga phải có một cái phương án bảo vệ cầu hiện nay rất là tốt đây. Nhưng mà nếu mà nó chơi bày đàn như cái hôm vừa rồi đây thì nó cũng sẽ có những thiệt hại rất lớn nếu mà không che chắn được. Thì còn chúng ta bảo là phải trị mấy cái máy bay này thì rất là khó các bạn nhé. Cái này khó, cái này nó liên quan với các cái vấn đề khác nữa, chứ không phải như chúng ta đã nói rồi. Vậy thôi, còn một cái vấn đề nữa đó là các bạn cũng đang rất là quan tâm, đó là cái cuộc phỏng vấn của ông Gerson với lại ông Putin. Thì đây có thể nói là một cái vụ nổ hạt nhân của truyền thông. Cho nên là cái vấn đề này là sẽ muối ngoặt phương Tây, bởi vì tới đây xưa nay người ta chỉ nghe bên một phía. Bây giờ lần đầu tiên một cái lãnh đạo của một nước Nga, tức là một cái đứng đầu của cái đối địch mà người ta nói, mà nếu mà gặp cái phong thái của Putin thì các bạn biết rồi, rất là quyết đoán, rất là nhân từ, rất là nhân đạo. Chứ không phải là, bởi vì những người nhà báo này là những người, nếu mà nhà báo trung thực, đích thực nhà báo thì người ta sẽ nói chính xác. Đấy, còn mà bản thân cái ông này, ông nói ông cũng không bị áp lực gì bởi chính phủ, chính quyền nào hết. Ông nói bởi vì ông là người Mỹ, ông là coi như tự do ngôn luận ở cái thế giới tự do, không có lý do gì mà tôi sợ hết. Đấy, tuy nhiên thì hiện nay người ta đang lo cho cái tính mạng ông này nếu mà rời khỏi đấy, đất Nga. Tất cả phương Tây cũng kể cả Mỹ, thì hôm trước chúng tôi nói rồi, ông Elon Musk ông nói rằng là ông sẽ bảo vệ, và tất cả các cái bài đăng của ông cho phép đăng trên Twitter để cho toàn thế giới đọc. Thì cái nội dung của cái này thì tôi cũng đã có nắm được rồi, nhưng mà nói thật thời gian tôi không có các bạn nhé. Thì lúc nào có thời gian, bây giờ Tết nhất rồi các bạn biết rồi,
nó không phải lúc nào mà ngồi vào cái máy phải ngồi vào cái đống tài liệu này để mà lục tìm để ra mà nói cho nó ấy, nó không phải như ngày thường, cho nên là có những cái nó cũng bất cập, biết bao những cái việc ở ngoài kia đó. Cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Đấy, tôi bây giờ tôi nói sáng sớm dậy nói thì nó không có hăng, chứ đúng ra mà đánh đấm này nói nó hăng nó hay lắm, cũng nói là cái giọng cũng phải thấp thấp xuống, giọng mới ngủ dậy đó. Cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Đấy, thì có lẽ là đến chiều trong ngày nay tôi chỉ làm thêm một cái nữa thôi, chứ cũng không có thời gian làm đều như mọi ngày thường các bạn nha. Tôi chúc các bạn ngày 30 bận rộn nhưng mà vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.